Biên Hòa Đồng Nai. Hiện mình đang ở Papua New Guinea. Chỗ của mình ở là phố Biku, Boroko. Hôm nay mình đang đứng ở đây và mình chờ anh xã của mình về để đi xem ngôi nhà mới. Thì ngôi nhà mới này cũng không phải là nhà to gì, mà là một cái căn hộ nhỏ hơn. Tự vì mình đã mua được vé máy bay rồi, tháng sau thì mình sẽ lên đường trở về Việt Nam. Và nếu như mà chỉ có một mình ông xã của mình ở đây á, thì ông xã của mình cũng không có cần thiết phải ở trong một cái ngôi nhà quá lớn như vậy. Ngôi nhà này á, là cái diện tích của nó là khoảng 80 mét vuông á, bởi vậy rất là to nếu như mà chỉ có một mình chồng của mình ở. Rồi hơn nữa, nếu như mà chồng mình ở cái ngôi nhà này một mình á thì rất là phí, tự vì là hàng tháng á, là cái doanh thu của cái đơn vị mà chồng mình đang phụ trách á là phải trả cái tiền thuê nhà là khoảng 20.000 kina. 20.000 kina thì nó tương đương với khoảng 4-5.000 đô Mỹ á. Thì chồng mình nó muốn cắt giảm cái khoản chi trả này để cho cái lợi nhuận của cái đơn vị chồng mình làm việc nó được cao hơn. Đó chính là nguyên nhân mà khi mà mình đã quyết định là về Việt Nam á, thì chồng mình cũng quyết định là đổi chỗ ở. Thì nghe chồng mình nói là cái chỗ ở mới á, thì nó tương đối là nhỏ, nhưng mà nó được cái là nó có 2 phòng và một cái bếp ăn thì cũng nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà chồng mình nói là không cần thiết, tự vì nếu như mà không phải là mình ở đây á, thì chồng mình cũng không có cần thiết phải nấu nướng nữa, chắc là đi ăn ở ngoài. Đó, đây là một điều mà làm cho mình không bao giờ yên tâm hết, tự vì ăn ở ngoài á, thì người ta sẽ dùng rất là nhiều dầu mỡ nè để chiên rán, rồi nào là bột ngọt nè. Mà các bạn biết là 8 năm nay là mình nấu nướng là mình hầu như là mình không có còn sử dụng bột ngọt nữa. Nhưng mà để coi anh xã của mình nó sẽ xoay sở như thế nào. Thì tuần trước là mình cũng đã có đi ngang cái khu mà mình đang chuẩn bị đến để xem nhà. Thì đây là một cái khu mà nó hơi đông đúc một tí. Rồi sát ở bên cái khu này là nó có một cái khách sạn, gọi là cái khách sạn là Mana, là nơi mà mọi người sẽ đến đây để mà ăn uống nè, rồi nhảy nhót nè, hàng ngày, hàng đêm, hàng tuần, rất là vui. Riêng bản thân mình thì mình chưa có đến đây để nhảy nhót lần nào hết, và mình chỉ đến cái là Mana đó để ăn uống được khoảng 3 lần, đúng là 3 lần. Một lần thì đi với nhóm bạn, một lần khác thì đi với ông chủ, 4 lần chứ không phải 3 lần. Một lần thì đi với lại cái ông chú quản lý kế toán. Rồi còn một lần gần nhất là vài ngày trước đi với lại bạn của chồng mình. Thì cái buổi này cũng là cái buổi mà chú này là đãi vợ chồng mình, tự vì biết là mình đã có vé về Việt Nam. Mình khi mà mình nói về cái việc có vé về Việt Nam thì mình cười thì cũng không phải là mình vui đâu các bạn, tự vì cái lần về Việt Nam này mình cũng không có vui quá đáng, mà cũng cảm thấy là không có quá đáng để buồn. Tự vì thứ nhất là nói về chuyện buồn đi, không có gì phải buồn hết. Biết rằng là vợ chồng phải cách xa nhau, nhưng mà mình cứ suy nghĩ tích cực đó, rồi để chờ đợi vài tháng nữa cuối năm thì vợ chồng sẽ lại được ở bên nhau. Chứ cứ buồn rồi làm cho mọi thứ nó trở nên nó không có được tích cực á. Rồi cái điều thứ hai là mình không có lấy làm quá vui khi mà trở về. Tự vì khi mà trở về Việt Nam lần này á, là coi như là một cái bước thử thách rất 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 là lớn trong cuộc đời của mình. Sau 40 năm cuộc đời của mình đã được xé nháp. Thì khoảng 8 năm trước á, khi mà mình gặp chồng mình á, rồi mình đi ra khỏi nước Việt Nam á, thì nói thẳng là cái giờ phút đó mình rất là mừng. Rất là mừng. Rồi rất là có nhiều cái để cho mình cảm thấy thú vị để mà khám phá. Thứ nhất là tình cảm nè, vợ chồng nè. Là thứ hai thì công việc mới của mình nè. Và thứ ba là một cái cuộc sống rất là mới, với một cái đồng lương rất là mới so với cái thời điểm mà mình còn đang ở Việt Nam.
thì đó là tất cả những cái điều mà làm cho mình cảm thấy rất là phấn khích, cảm thấy rất là vui mừng khi mà đi ra khỏi nước Việt Nam. Đó, nhưng mà lần này thì trở về thì sẽ là một cái chặng đường rất là mới mẻ và phải nói là rất là chông gai cho mình. Tại vì cái thời điểm này là mình quay trở về Việt Nam khi mà mình đã 40 tuổi. Mình 40 tuổi các bạn. Rồi sức khỏe của mình nó cũng không có còn dồi dào như cái thuở mà hai mấy 30 nữa. Rồi ngày xưa thì cái mức mà ăn uống rồi làm công việc cũng của một cái người nhân viên, cho nên thì ý của mình muốn nói là thuyền nhỏ thì sóng nhỏ, còn bây giờ trở về thì mình có nhiều cái phải lo hơn, đó là vừa cái gia đình của mình, rồi vừa là gia đình nhỏ của mình, rồi sắp tới là chồng của mình nghỉ làm luôn thì sẽ không có còn cái tiền lương hàng tháng nữa, thì bắt buộc cái thời điểm sắp tới là cái thời điểm mà mình phải đi làm, phải bươn chải đó. Cho nên mình nói là cái lần này mình về Việt Nam thì coi như là mình sắp đặt cái cuộc sống của mình và mình nương theo cái sự sắp đặt đó để mà mình bước tiếp trên cái cuộc đời của mình. Chứ nếu mà nói mà đi về trong cái sự vui mừng thì nó cũng không phải là như vậy. Chị nhắc tới cái chuyện đi về thôi mà cái video hiện tại giờ nó đã là 6 phút 39 giây rồi. Chắc là mình sẽ tạm thời ớt cái video ở đây để mà chờ anh xã của mình tới rồi đến xem cái nhà mới như thế nào, rồi mình sẽ tiếp tục mình quay video ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại trong vài phút nữa. Trước tới giờ á, mình biết là cái công ty nơi mà chồng mình làm việc á, ông chủ rồi chairman là một người rất là giàu có. Tự vì hệ thống của công ty thì không phải là nhỏ, quy mô rất là lớn. Nhưng mà mãi cho đến hôm nay khi mà đến đây thì mình mới thực sự là mình cảm thấy rất là sốc. Tự vì cái khu nhà ở trước mặt á, cũng là thuộc quyền sở hữu của ông chủ của mình. Ở bên đây cũng vậy luôn, đấy, rất là to. Một hồi nữa khi mà đợi người đến thì mình sẽ đi ra cái khu ở phía sau, maybe có thể là ở phía sau cái khu này thì những cái căn hộ nhỏ này sẽ có cái giá thuê nó rẻ hơn, khoảng tầm 7.000 kina, tương đương với hơn 1.000 đô của mình á. Còn cái chỗ mà mình đang ở hiện tại thì cái giá thuê nó khoảng 20.000 kina, thì nó khoảng 4-5.000 đô thì rất là cao. Xoan đó đi. Vậy là người đang tới rồi. Cái công cuộc chờ đợi nó đã kết thúc. Vậy là đi qua cái phòng khác. Mà mình nghe nói ngày xưa là chairman á, là ba của ông chủ á, là khoảng hơn 30 năm trước, khi mà ông ấy đến cái vùng đất Babu này chỉ với hai bàn tay trắng thôi nha các bạn, mà họ đến đây rồi họ làm lụng, rồi sau đó ông chủ tịch là mở một cái nhà hàng. Tự vì ông chủ tịch thì ông rất là thích nấu ăn và nấu ăn cũng rất là giỏi, thì ông bán mì nè, mì xào nè, những cái món ăn của người Malaysia, Trung Quốc á, rồi sau đó mở mang. Và cũng may mắn là những người con của ông chairman á, là những hàng ông chủ của mình á, rồi anh của ông chủ nữa, đều là những người mà không có ăn chơi và biết cách
làm việc để tiếp quản cái sự nghiệp của ba mình, cho nên cho đến ngày hôm nay thì rất là thành công. Vậy là bây giờ là cái căn hộ này là quay trở lại cái khu căn hộ mà chồng mình đã từng ở khi mà chồng mình và mình bắt đầu biết nhau 8 năm trước. Chắc là ông xã của mình cũng có rất là nhiều cảm xúc. Which one đi? But this area. Trời ơi, các bạn thấy một cái khu nữa, thêm một cái khu rất là lớn. Mà mình cũng không hiểu tự vì sao, bằng cách nào mà hơn 30 năm trước mà ông Chairman đến đây để mà từ hai bàn tay trắng mà có thể mua rất là nhiều bất động sản, mua rất là nhiều đất đai. Bởi vậy mình thấy là người Hoa người ta rất là giỏi. Rất là giỏi luôn, rất là giỏi trong cái việc buôn bán, gây dựng sự nghiệp. Đấy, đây là cái khu mà căn hộ mà chồng mình sẽ được chuyển mới. Hai anh này là người Babur. Anh ở phía sau là tài xế riêng của ông chủ. Ổng người Babur mà nhìn không có thấy giống người Babur tí nào. Thậm chí lúc trước mình còn tưởng ảnh là người Philippines nữa. Hi. Nói gì nói chứ nếu như mà được ở một cái chỗ nào nhỏ nhỏ vừa vừa thì mình rất là thích. Tự vì ở cái khu nhà kia mỗi ngày mà mình lau nhà mình rất là mệt. Nhà to quá to luôn. Đây là cái máy phát điện. Rồi, có trồng gì đu đủ nữa. Chợ mình ước gì mình có thể đến đây từ khoảng 3 năm trước. Rồi, có trái đu đủ nè. Này mà hái vô để nấu canh với canh xương thì rất là đã, rất là ngon. Rồi, đi vô nhà mới nha. Okay. Now you are with this SPBS. Yeah, with property. Thank you. Phải đi lên lầu cơ à. Phía trước là ông xã đại nhân của mình đó. Like this. Ở đây là phòng khách. Phòng khách. Còn ở đây là nhà bếp. Ở đây có một cái tủ lạnh nho nhỏ. Nhỏ hơn cái tủ lạnh của nhà mình đang ở. Rồi, có cả cái lò nướng nữa. Lò nướng này hy vọng là nó còn hoạt động tốt. À, vậy là ở đây nấu bằng bếp từ chứ không phải là bếp ga như là bên cái nhà mình đang ở bên kia. Cũng được. Còn đây là máy rửa chén. Thề luôn. Cái nhà mình đang ở cũng có máy rửa chén mà mình không bao giờ mình xài. Phòng khách, phòng ăn kết hợp. I don't need to spend 1 hour for mopping every day in this house. The other house very big, you know. It's too big. Yeah, 80 square meter. I think so. Unnecessary cleaning too. Yeah, you. I do mopping every day, 1 hour, you know. True. Yeah. My goodness. Hai cái phòng. Vậy là ở đây là hai. Dù cho có hai phòng ngủ nhưng mà cũng chỉ sử dụng chung một cái phòng vệ sinh thôi. Phòng vệ sinh và phòng tắm. Đây là sàn gỗ. Cái phòng ngủ. Nhưng mà ở đây cái ở ship sau nó còn có một cái chợ, có cái ban công này rất là nice luôn. Ở đi. He have the small balcony here đi. Very nice, huh? Oh. All this got balcony. What about this? This here we can bring for the set up of the big set of big set base. Oh no, no, sorry, no worries. When I take over, there's a time. Okay. Thôi. Nghe mùi dán ghê luôn.
cái giường này không biết có, cái giường này nói thiệt ra là chỉ vừa đủ cho một người nằm thôi, nhìn vậy chứ không có đủ cho hai người nằm đâu. Trời ơi, hai vợ chồng mình ai cũng to con hết trơn á. Hai vợ chồng của mình đó là coi như là cả hai tuần nay, ba tuần nay là ngủ riêng không à. Ngủ riêng riết nó cũng quen, tại cái giường nó quá nhỏ. Rồi khi mà ngủ riêng thì nó rất là thoải mái. Rồi cái lúc mà hai đứa bị bệnh hết á thì ngủ riêng. Rồi sau khi mà hết bệnh á thì cũng quyết định ngủ chung. Nhưng mà tới giữa đêm là chồng cứ đi qua bên phòng bên kia ngủ, để vợ ngủ một mình đây cho thoải mái. Ok, it's nice. This one will get good tomorrow by yesterday, Friday. Moving somebody will help me or from there? Yeah, we can ask this. Ask Christine then. Just that Christine now and then we come and help you. You also have that big bucket. That has been done. Yes. They will just come and pick it up. Yeah. Yeah. Bring your rubbish out, just put it inside. Chỗ này là đi lại chỗ barbecue. Barbecue thì sử dụng chung. Trời. Hy vọng là khi qua bên đây thì mình sẽ có nhiều cái động lực để làm vài video trước khi mà mình về Việt Nam. Barbecue place. Have swim pool here. Chắc là mình sẽ làm xuyên ra đây bơi. Yeah. À, thì ra là từ đây mình có thể nhìn cái Holiday Inn ở đằng kia. So nice. À, chỗ đằng kia là cái sauna. This one for kia là gì ta? Là xông hơi, phòng xông hơi. Có cả cái mảnh vườn nhỏ nhỏ nữa. Trời, cái này trái cà bắp nè. Thật là tiếc khi mà mình đến đây thì mình chỉ có thể ở đây được khoảng một tháng thôi, là mình phải về Việt Nam rồi. Còn bây giờ là cái lối ra ở phía trước mặt các bạn, đó là cái khách sạn La Mana. Rất là đẹp ha. Rất là buổi tối ở đây hả, rất là lung linh và đông đúc. Là nơi mà các bạn có thể nhìn thấy trai xinh gái đẹp, hot boy, hot girl. Người địa phương có, người Tây có. Trời ơi, từ nãy giờ mình đang nói với mình, chồng mình nói là tại sao anh không chuyển lại cái chỗ này sớm hơn. Chỗ này á, dù sao thì không có ở gần mấy người boss á, thì đương nhiên là các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Chứ đi ra vô đụng mặt boss thì cũng không có thấy thoải mái. Hơn nữa là có chỗ để cho mình chồng cái này chồng cái kia nữa, rất là thoải mái. Ở cái khu của mình á thì thấy vắng hoe, không có thấy người đâu hết trơn á. Rồi suốt ngày chỉ ở cái trên cái ban công đứng nhìn xuống dưới với một cái ánh mắt hết sức là nuối tiếc. Còn ở đây á thì rất là nhiều xe cộ, người ngộm. Hi. So when will we move here, dear? For the first. Huh? First. Before the first. Before the first. Vậy là khoảng 2 tuần nữa thì tụi mình sẽ dọn đến đây. So they need to clean it up everything, huh? So mình sẽ không phải là người quét dọn cái khu này.
mà đợi người ta quét dọn xong sạch sẽ thì mình sẽ dọn tới, lúc đó là sẽ là cái phần của mình thôi. Bây giờ mình chắc là thì vợ chồng mình sẽ đi ăn trưa đây. Đây là cái khẩu trang, cái khẩu trang mà mình đã mang đến đến đây vào 8 năm về trước, và bây giờ là cái dịp rất là thuận tiện để mà mình sử dụng lại cái khẩu trang này. Bảo đảm là ở Babur này không có ai có một cái khẩu trang to dày có thể ngăn được Omicron, mà cũng có thể ngăn được ánh nắng của mặt trời nữa. Khẩu trang này chỉ có người Việt Nam có thôi nha. Giờ thì vợ chồng mình sẽ đi ăn trưa thôi. Hôm nay nhờ cái việc đi coi nhà này mà mình không có phải nấu ăn. Rất là thích hợp với cái sở thích làm việc của mình trong những ngày này.